Huyền Thu và Kênh Sống Để Hạnh Phúc rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong video clip ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành chút thời gian của mình để theo dõi và ủng hộ những video clip của chúng tôi. Quý vị thân mến, chi nhân, chi diện, bất chi tâm, có nghĩa là biết người, biết mặt nhưng không biết lòng. Trong cuộc sống này có quá nhiều những kiểu người khiến cho chúng ta không dễ dàng nhìn thấu được họ là người như thế nào. Rồi vì quá tin mà ta thân bại danh liệt. Chẳng vậy mà việc nhìn thấu bản chất của con người vẫn luôn là việc rất khó và ai cũng muốn học. Trong video clip ngày hôm nay, Huyền Thu xin được chia sẻ tới quý vị về 4 chữ giúp nhìn thấu lòng dạ con người. Mời quý vị cùng đón xem. Đừng quên ấn đăng ký theo dõi và chia sẻ video đến người thân của mình quý vị nhé. 4 chữ giúp nhìn thấu bản chất của một người ai cũng nên biết. Thứ nhất, chữ tàng. Tàng, ý chỉ sự tiềm ẩn, thâm tàng bất lộ. Cũng như người xưa từng nói, chân nhân bất lộ tướng. Những người đắc đạo hoặc những người tài làm việc tốt, cứu chúng sinh thường ít khi để lộ thân phận của mình trước mọi người. Vậy nên khi chúng ta tiếp xúc hay kết giao với bất kỳ ai cũng cần có con mắt nhìn người. Đừng vội nhìn vẻ bề ngoài bình thường mà chúng ta kết luận họ là người tầm thường. Cũng đừng vì vẻ đẹp hào nhoáng sang trọng mà chúng ta lại nghĩ họ là người tuyệt vời. Khi muốn đánh giá, nhìn nhận sự việc chính xác, khách quan, chúng ta cần có thời gian để trò chuyện sâu sắc hơn và trải qua những hoàn cảnh nhất định thì mới có những cái nhìn chính xác hơn và có thể hiểu được tâm can con người. Thứ hai, chữ tưởng. Chữ tưởng này là lý tưởng, ý muốn, mộng tưởng. Muốn nhìn nhận một người, bạn có thể tìm hiểu qua lý tưởng của họ theo đuổi. Có những người có mục đích lớn lao, mỗi ngày họ đều dành thời gian cho công việc. Thái độ làm việc nghiêm túc, tích cực thì chắc chắn người đó mong muốn mình có một sự nghiệp phát triển. Lại có người chỉ muốn một cuộc sống bình yên, thanh thản, không ganh đua với đời, nhưng vẫn sống có nguyên tắc, vì lợi ích cho người. Họ là thuộc kiểu người không thích mưu cầu danh lợi. Mỗi người có một cách sống khác nhau, vậy nên ước mơ mà mỗi người theo đuổi cũng khác nhau, thể hiện trong cuộc sống cũng không giống nhau. Ngoài ra lại có những người sống không có lý tưởng, mục tiêu, ý chí phấn đấu trong cuộc sống sau này. Họ luôn buông thả bản thân, mặc kệ đời sống qua ngày đoạn tháng. Những người này sẽ khiến cho cuộc sống của bạn trở nên tăm tối nếu thân thiết với họ. Cũng không nên xa lánh họ mà hãy giữ mối quan hệ xã giao mà thôi. Thứ ba, chữ cơ. Chữ cơ ở đây là cơ duyên, động cơ, nguyên nhân chính khi một người muốn kết giao với bạn. Đầu tiên, bạn cần xem giữa hai người liệu có cơ duyên với nhau hay không, có thể hợp nhau để trở thành những người bạn tốt, người tri kỷ được hay không. Đôi khi với nhiều người đều cảm thấy người đó không có gì đặc biệt và thú vị. Nhưng với bạn thì tất cả đều phù hợp và đẹp đẽ trong con mắt của bạn rồi. Nếu có duyên làm bạn với nhau thì quả thật là một điều tuyệt vời. Thế nhưng đôi khi, cái duyên đó lại do con người ấy giả tạo. Vậy nên, ngoài cơ duyên thì bạn cũng phải xem động cơ chính mà người đó muốn kết giao với bạn là gì và vì điều gì. Nếu là vì tâm đầu ý hợp, quý mến lẫn nhau, thường chia sẻ buồn vui, lý tưởng cuộc sống thì đây hẳn là thiện duyên, cần phải trân quý. Có nhiều trường hợp hai người thực sự có duyên với nhau, nhưng đối phương kết giao với bạn vì mục đích không tốt thì sớm muộn cũng bị bại lộ. Vì vậy, nếu nhìn thấu động cơ không tốt thì nên lập tức ngừng kết giao. Đừng nên chỉ vì cảm giác hợp nhau mà tiếp tục mối quan hệ. Nếu vậy về sau sẽ chỉ nhận được muộn phiền mà thôi. Thứ tư, chữ quả. Nếu muốn đánh giá một con người, chúng ta đừng dựa vào vẻ bề ngoài như dáng đi, lời nói của họ, biểu hiện ngoài mặt làm gì, mà nên nhìn vào kết quả cuối cùng mà họ làm được. Có những người bề ngoài nói rất hay, thể hiện rất tốt hoặc chỉ do cao hứng nhất thời, cuối cùng kết quả họ đem lại cũng không có gì đáng nói. Còn những người có vẻ bề ngoài đơn giản, nói ít làm nhiều, âm thầm không khoe khoang nhưng lại có năng lực tài tình, làm việc gì cũng dốc hết tâm sức. Khi thấy thành quả mới khiến cho mọi người bội phục.
Vậy nên chúng ta muốn nhìn được nội tâm của họ thì đừng nhìn vẻ bề ngoài mà phán đoán kết cục, mà hãy nhìn việc họ làm có kết quả ra sao thì mới đáng là người khâm phục. Quý vị thân mến, vốn dĩ nội tâm, suy nghĩ hay con người thật của người khác là điều vô cùng khó đoán. Vậy làm sao mới biết ai là người tốt, ai là kẻ xấu? Thứ nhất, muốn biết mưu tính của một người, hãy nhìn vào ánh mắt họ. Thứ hai, muốn biết nội tâm của một người trong đục ra sao, hãy xem bản thân của họ là ai. Thứ ba, muốn biết một người có thực lòng quan tâm bạn hay không, hãy xem họ có nhớ những lời mà bạn đã nói hay không. Thứ tư, muốn biết giá trị của một người thì phải xem đối thủ của họ là ai. Thứ năm, muốn biết tính cách của một người, hãy xem chữ viết của họ như thế nào. Thứ sáu, muốn biết một người có vui vẻ hay không, không cần nhìn họ cười, hãy nhìn biểu cảm của họ khi ngủ dậy vào sáng sớm. Thứ bảy, muốn biết một người cười giả tạo hay không, hãy chú ý gương mặt, bạn sẽ thấy chỉ phần cơ xương gò má hoạt động mà thôi. Phần da quanh miệng và mắt thì gần như không cùng di chuyển. Thứ tám, muốn biết một người có thân thiện hay không, hãy nhìn vào đôi mắt. Cảm giác mắt chạm mắt sẽ khiến cho bạn có câu trả lời ngay lập tức. Thứ chín, muốn biết một người có sâu sắc hay không, hãy xem cách họ đối xử với những người có hoàn cảnh khó khăn. Thứ mười, muốn biết nhân phẩm của một người, hãy xem khi đi xe buýt họ có nhường chỗ cho người già và trẻ em hay không. 11. Muốn biết kiểu người hướng nội hay không, hãy tìm hiểu về sở thích đọc sách của họ. 12. Muốn biết người không có tính nhẫn nại, hãy nhìn hành động chống tay vào cằm. Kiểu người này dễ cảm thấy phiền chán mọi chuyện, không có tính nhẫn nại. 13. Kẻ hào hoa nhưng không thật thà. Đây là loại người hay mồm mép lanh lợi, rất giỏi ăn nói, thao thao bất tuyệt. Khi tiếp xúc, rất dễ gây ấn tượng tốt với người khác, dễ được mọi người coi là người có kiến thức phong phú, lại giỏi biểu đạt. Nhưng chỉ là mớ lý luận, mồm mép, chỉ mê hoặc được những người kiến thức kém, tri thức không phong phú mà thôi. 14. Là người cho bạn cảm giác chân thành, đáng tin cậy hay cảm giác dễ chịu. Đó là người vì muốn để lại ấn tượng nên thường hay dùng lời lẽ dễ nghe để tán dương bạn. Đây là kiểu người không nên đặt niềm tin. Người thực sự đáng tin cậy không bao giờ nịnh nọt, họ không cần phải dùng thủ đoạn để lấy cảm tình của người khác, bởi họ dám sống với chính mình nên cũng khiến cho mọi người xung quanh thêm gần gũi và muốn hợp tác với họ nhiều hơn. 15. Muốn biết một người có tự tin hay không, hãy nhìn vào cách ngồi. Ngồi bắt chéo chân thường là thể hiện thái độ tự tin, đôi khi có phần trịch thượng, và đôi chân sẽ thể hiện hướng mà con người muốn tới. Và nếu một người cố tình chạm chân của họ vào chân bạn, đó là một dấu hiệu của sự tán tỉnh. 16. Những kẻ khôn lỏi mà lành. Loại người này có kinh nghiệm sống nhất định, biết giữ sự sáng suốt, giữ hình ảnh của bản thân như thế nào. Loại người này thường nói sau người khác và nói lại ý kiến, quan điểm của người khác. Nếu điều chỉnh được anh ta là cả một nghệ thuật, khiến cho người khác không biết anh ta là kẻ khôn lỏi, ngược lại lại làm cho người khác tưởng rằng anh ta là người có cách giải thích sâu sắc. Tuy vậy, loại người này cũng có cái khó của họ, nếu không có lòng gian thì cũng không gây trở ngại cho việc lớn. 17. Kẻ bề ngoài như bác học. Loại người này ít nhiều có chút tài hoa, cũng có chút ít kiến thức về các mặt để nói chuyện và nói cũng có lý lẽ. Nhưng nếu rộng mà không sâu, không tinh thông thực sự thì không thể lừa dối người khác. Kẻ bề ngoài phần lớn như nhà bác học, phần lớn là hồi trẻ đọc một số sách, thích bề rộng, nhưng là do chút thông minh nào đó hoặc là không được giỏi chỉ bảo, cuối cùng không bứt hẳn lên được, càng lan man mà không chuyên sâu. Đến khi tuổi học tốt nhớ nhanh đi qua, tuy có mong ước chuyên sâu nhưng lực bất tòng tâm, kiến thức chỉ đến thế, chỉ dừng lại ở mức độ nhất định. Cho dù hoàn cảnh tốt đến mấy, nhưng do ý chí kém cũng không vươn lên được nữa. Loại người này là bi kịch của số mệnh, ta dễ thông cảm.
Nhưng nếu tỏ ra là bác học để lừa dối người thì không đáng để bàn luận nữa. 18. Nhìn vào cách họ tiêu tiền. Tiền bạc được xem là loại công cụ hữu hiệu để kiểm nghiệm một người. Muốn xem nhân phẩm của một người như thế nào thì chỉ cần nhìn cách người ấy tiêu tiền và đối đãi với tiền của chính bản thân mình như thế nào. Với người có nhân phẩm tốt, có đạo đức thì những đồng tiền bất nghĩa không phải do họ làm ra thì tuyệt đối họ sẽ không bao giờ nhận nó. Nhưng với những người không biết rõ lai lịch của đồng tiền, thậm chí bán đứng cả người thân, danh dự của chính mình vì đồng tiền thì bạn tuyệt đối không nên kết giao. 19. Nhìn cách họ đối đãi với bạn bè. Giữa bạn bè với nhau thì quý nhất đó chính là sự chân thành. Một người nếu ngay cả bạn bè của mình mà còn dùng tâm kế thì chắc chắn là một người không tốt. Kết giao với người này thì sớm muộn bạn cũng bị đâm lén sau lưng mà thôi. 20. Nhìn cách họ đối xử với cha mẹ. Trong cuộc sống thì ai cũng có những thói quen để lộ điểm tốt của mình ra với người ngoài. Còn với người nhà thì lúc nào họ cũng bộc lộ những thói quen xấu hơn. Bạn muốn nhìn một người tốt hay xấu thì cứ xem cách họ sống, báo hiếu cha mẹ như thế nào. Một người lúc nào cũng coi bố mẹ là trên hết, yêu thương bố mẹ thì đó chắc chắn là người sống có giáo dưỡng, có trách nhiệm.